Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Phong Nguyễn Vlog. Hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem về một khu vườn của nhà Bất Thiện tại xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, với những rất nhiều cây mang cụt đã được tóm chín nam và đã bắt đầu cho ra quả rồi các bạn, và có những cây chuối và bồng bông cũng như là cây gió. Giờ mình sẽ quay cho các bạn cùng xem về khu vườn của nhà Bất Thiện các bạn nhé. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, một lượt đăng ký, và các vườn nó sẽ có toàn bộ những cây như thế này. Cái này bữa sau đó Thiện ạ, khi mới hút một hơi thuốc mới phò đây làm lấy hết nữa luôn. Tức là gió bà đứng ra cây gió thử nhiều lỗ mà vẫn chưa thấy tan lỗ lên. Đây là cái con mồi vẫn thoa vô ngay. Con mồi của hắn đâu thôi. Hắn là sùng khất, sùng khất à? Không khó chứ, ui dễ gì. Sùng là dễ gì ra, dễ gì có con sùng này. Anh ta lấy ta kêu má trong quân anh đi ra mà không dám má. Một cây bình thường đó anh Thiện này. Cái cây ổng là bánh 80 hiện. Rồi, rồi. 45 triệu không bỏ. Là có con này đây. Có con này đây. Giữ con này lại. Nhiều không? Có một cây mỗi rồi cho má. Nhưng mà vườn ổng ở đây không? 60 máy. 62. Rồi, có 2, 6 bỏ. Cây bông lớn này ta chặt rồi đập cây đây. Ông bông cái lứa mà đi cho ta trồng dưới tê mà bữa cái ông được 90 năm này lại xây một cây đến có ổ có con sừng chuồng cô quá à. Tin tưởng rồi đai rồi mới sẽ có sừng nhiều, tại vì hắn cũng dọn là một con trùng với đâu đúng không? Hắn sừng là một con trùng với cái đâu. Nhưng mà cái đất muốn phù hợp mới ở được. Các người ta theo dõi thử có phát triển hay chưa, thấy phát triển mới thấy nãy lỗ biết rồi hả? Hai ở đây nó cao không quá. Không biết. Không lên chứ. Chắc sợ ở đây nó nhiều chứ. Lương lương nhiều quá nó. Gió à? Nhưng mà gió thì đứng rồi. Vâng, ngoài này là bên đây là vườn của họ rồi. Mất lương rồi. Còn cái này lấy bao tiền? Lấy đa lại được không? Chính liên keo đó của ta. Còn cái này sạch đi. Thầy có anh lương chút vô đây. À mấy quế đó hả? Còn nhiều đó hả? Còn của ta thẳng lên keo đấy. Cái này mới 9 năm rồi, cái bó kinh khủng rồi. Cần 9 năm. Nói chung mà 8 năm là người ta chăm. Chăm. Mình gọi là... Mình hiểu không? Rồi mình gọi là mình là... gọi là quảng canh chứ không phải là không canh được. Chứ mình có điều kiện đầu tư vô là lớn nữa, không phê nữa. Biết đó mà mình thu hoạch tháng chừng nào lẫn cho bông qua thì mùa thôi mới. Như cam này thằng trong này ăn qua là mua á, thay nước ta thái mình nên còn đông có trái mà liệu của ta là như trái ca đó. Chuyện cũng rồi, mình đủ. Không rồi, những kêu cây nữa là rồi năm đi qua lưới rồi. Rồi vừa rồi bán trung bình lấy gió trầm mốt á. Định co nhất hơn trăm tấu. Tại vì ta ở chợ thì nó lấy nhà nào ta không biết gió rồi. Có bò nó ở ra phía sau từng phô tinh. Bò cứ bò không nhiều lắm, bò thấp đây bữa nhiều nhất 5 ký. Từ 3 đến 5 ký, 2 ký mà bỏ con đỉnh to rất là đâm to. Các à, anh giải ngọn anh tích chân lên ra được. Ý là ngừng chảy rồi. À, cái này hai ngọn này. Sau này ra toàn nhiều đó. Nhiều nhánh tức nhiều trái. Thằng lạ này có một cây mà được mấy tọa. Cứ thua. Ừ, tăng á. Cây cây mấy tọa nữa. Ừ, mấy tọa. Ui, như chợ bà. Cái này nè. Ui là ơi. Chú lùn được tiền đó mày. Hôm qua ăn hợp nó buồn đi. 150 á. Cái đó à? Cái hồng phương ta là mua quá trời á. Có bả nè. Có gì phán quá trời. À dạ phán quá trời. Bỏ cái cây đi và bấu phân mà ra hay không mà nó có bù hụt đây cái đấy thì. Không, cái này không muốn phân cơ. Ờ đội hạ bại. Cây này được trăm rưỡi mà không muốn phân cơ. Ờ đội. Nước thì sao? Góc nó cũng tùy tùy đâu đâu đó phải không? Mà đất tự nhiên nó là gốc đó đi nha. Ờ đội rồi thì đặt gốc rồi. Đây ta đò cái lỗi xuống cái này. Hôm qua đó có một cây. Hôm qua được ngon này. Cũng lên cũng lằn anh ơi. Cũng lớn nhưng mà cô trời thiếu nước. Hôi chữa cây chai là để lấy hả? Chú chai cô bên đó. Ừ.
mới là để cho lấy hột lấy cây con dưới thôi mình lấy gì phớt qua hết thôi mình trồng nữa rồi trồng nữa trồng tôi phớt qua hết chứ đồng mua nữa không há luôn. Ca này bắt ương này ương này những lên rồi mới nó rụng lên lấy nhưng trừ đất mình nó trồng rồi không ù má ra bằng cục đó thì cái đâu này không tới là mỗi cây mỗi dầu lấy mấy cây măng cụt này đã được tóm chín năm rồi các bạn. Đây là vườn cây ăn quả của nhà bác Thiện tại Tiên Mỹ, Tiên Phước, Quảng Nam các bạn. Phía bên dưới đây có một cây dâu đất rất là nhiều của luôn các bạn. Khi nãy mình đi vào mình thấy cây này rất là siêu quả, từ xa mình đã thấy đỏ luôn, nguyên cái cây luôn các bạn này. Dâu đất thì giờ nó mới ra quả nhỏ nhỏ. Nhìn rất hấp dẫn luôn các bạn. Cây này ngay trước ngõ của nhà Bất Thiện luôn. Cây này thì nó rọt quả đến từ này luôn các bạn này. Nhất là ngõ dưới góc này, các bạn nhìn thấy dưới góc này. Tại vì ở đây thì nó rất gần nguồn nước nên là dâu đất nó phát triển và nó ra quả rất là nhiều. Đây là vườn cây ăn quả của nhà Bất Thiện tại Phái Bác, Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam các bạn. Ở xa chúng ta có thể thấy giống như những quả nho tại Bình Thuận, Ninh Thuận này các bạn. Có những quả đó đã ra màu tím này các bạn này, như quả này nó ra màu tím đây. Nó ra đánh ngọn nhánh này luôn các bạn. Còn bên đây là những cây chè và bồng bông được trồng ở phía dưới này. Khi nãy mình đi vào mình thấy cây này là nhang tích tác rồi hết rồi. Ta nói người thiện đây người ta làm lớn hụt liền. Tại vì bữa nào mình chữa ăn về thì hiểu thì hiểu không? Ta nấu mì, bốn tao nói nhưng mà đâu có thương người đó ăn, họ bảo là ôi coi như là hắn gạm không thèm gạm đâu, ra đâu không thèm gạm. Tại vì mình ở chợ là chứ có người Nam bảo người họ trút qua cho mình, có bữa nào đem ra cống trút bớt chứ không chịu không nổi nhiều quá, không thấy. Mình nhờ mình nghe có nào không? Có hai con. À. Hai con còn bốn chục tỷ. Ừ, mới mua đâu. Tại vì đậu cái nước đó có mình mua về đổ thôi. Trời ơi, con mua bóng đeo mày. À ừ. Nghe mày nhìn cho ăn á. Đi ra chỗ mày quánh mày đâu mày chịu.
đi đâu mà cho chứ mẹ ngày nghe cái mùi thơm mà vô á, tao đọc nước á, nước này trả ra.